在 Hello， xin chào quý vị và các bạn đến với sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Thời tiết ngày hôm nay đang cháy bỏng không khác gì chảo lửa trên sân. Các bạn có thể thấy những cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng đã đến từ rất sớm từ khắp nơi trên mọi miền của đất nước. Xa xa là những cổ động viên đang ngồi trên nóc nhà, họ đang theo dõi những cơn lốc vàng không phân Việt Nam hay là nữ trẻ em, thanh niên hay là các cụ già. Tất cả đến đây với một tinh thần cuồng nhiệt cháy hết mình để thể thao bóng đá. Còn tôi là MC KMT của mình, nữ ca sĩ Thủy Đoan, xin phép hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng của cơn động Thanh Hóa.